bản thân chú là một doanh nghiệp để sản xuất lúa sạch gì là rất là tuyệt vời đó chú ơi. À, cái hướng là chú là... chú cũng có làm một ít gạo hữu cơ. Dạ. Thì chú thấy cái chế phẩm này, cái loại phân bón hữu cơ này là chú thấy có thể áp dụng với cái gạo hữu cơ chú sẽ làm. Tại chú làm gạo hữu cơ là mấy năm rồi nhưng mà làm chơi chứ chưa làm thiệt. Dạ. Dạ, bây giờ là nhưng mà là... bây giờ thì nếu mà kết hợp với lại công ty Thành Trào với lại công ty Tiến Long chắc mùa tới là phải làm thiệt quá. Dạ, dạ, dạ. Bây giờ là cái mong muốn là ông Ngô Khuê này chắc ông đang chọn cái giải pháp là hạt giống hữu cơ sạch, hạt giống hữu cơ sạch, đi ngay từ hạt giống hạt sạch này, đúng không ạ?